Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn Hà Nội, ngày hôm nay đã bước sang ngày thứ 2 kiểm tra Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh, Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thành phố năm 2022 với nội dung thực hành bắn súng K-54 bài 1, bài 1B và điều lệnh đội ngũ. Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Phó trưởng Ban chỉ đạo kiểm tra và động viên các đồng chí tham gia. Kiểm tra trên thao trường, Thượng tướng Đỗ Căn biểu dương các đồng chí tham gia thi đã chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, bình tĩnh, tự tin, thể hiện trình độ, kỹ năng để đạt thành tích cao nhất, bảo đảm tốt công tác an toàn. Các đồng chí trong ban tổ chức phát huy tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, điều hành kiểm tra chặt chẽ. Ban giám khảo đánh giá đúng thực chất, khách quan kết quả kiểm tra của từng cá nhân. Việc áp dụng công nghệ thông tin trong suốt quá trình kiểm tra giúp đánh giá kết quả thực chất, công khai, minh bạch và đúng quy chế. Sau khi có kết quả ký trên bia và sẽ nhập lên và truyền từ vị trí báo kết quả đến trung tâm, có thể chủ tướng bộ không đến đây quan sát trực tiếp, kiểm tra trực tiếp, mà có thể ở trên tại nhà làm việc trên K2000 có thể chủ trách lại những cái điểm và kết quả trên bia. Áp dụng khoa học công nghệ vào trong quá trình tổ chức thực hành bắn rồi tổ chức kiểm tra là chúng tôi học hỏi về sẽ triển khai và cố gắng là học và triển khai thực hiện theo đúng theo quy trình. Ta rèn luyện được cái kỹ năng về quản lý điều hành đơn vị cũng như là các kỹ năng về thực hành điều lệnh bắn súng. Những kỹ năng này nó sẽ giúp cho ta trong về áp dụng vào thực tế của đơn vị trong việc điều hành đơn vị thực hiện nghiêm các quy định mà trong điều lệnh quản lý bộ đội. Những kinh nghiệm quý mà cá nhân có được từ trước, trong và sau kiểm tra sẽ giúp cán bộ chỉ huy các đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục nghiên cứu, học tập, bổ sung những nội dung còn yếu, thiếu để nâng cao hơn nữa trình độ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao.